chào thầy cô các bạn. Hôm nay em thay mặt thầy, em và bạn Linh đại diện cho tổ 2 trên chương trình về bài giáo dục người với tiêu đề là ô nhiễm môi trường không khí. Viêm phổi, viêm phế quản và hen suyễn. Thứ hai, ô nhiễm không khí có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và gây hại về quá trình phát triển thể chất và nhận thức của trẻ. Từ đó có thể ảnh hưởng đến các mặt khác trong cuộc sống của trẻ. Sau đây, xin mời cô và các bạn theo dõi video để hiểu hơn về tác hại của ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu, Bắc Mỹ, châu Âu và đặc biệt là châu Á. Nhiều thành phố lớn đang tập trung ứng phó với nạn ô nhiễm không khí. Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 9 là ngày quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh. Ngày này được Liên Hợp Quốc chọn để nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động để cải thiện chất lượng không khí. Quả thực, theo giới khoa học thì ô nhiễm không khí giờ đây còn nguy hiểm hơn cả rượu và thuốc lá đối với sức khỏe của con người trên trái đất này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã gọi ô nhiễm không khí chính là kẻ giết người thầm lặng, khi là tác nhân khiến cho gần 7 triệu người tử vong sớm mỗi năm. Vậy thì cuộc chiến chống ô nhiễm không khí hiện nay đang diễn ra như thế nào trên thế giới? Câu chuyện quốc tế sẽ được đưa lên qua. Về ô nhiễm không khí trên thế giới sau đây.